Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Triết lý cuộc sống sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đây là cái thông điệp đến từ vũ trụ và sẽ thể hiện qua các lá bài các bạn chọn trong cái tụ bài. Và mình sẽ có hai cái tụ bài màu trắng và màu đen và tụ bài màu vàng và màu xanh như hai hình ở trên màn hình. Các bạn sẽ lựa chọn một cái tụ phù hợp với mình nhất. Phù hợp với năng lượng là các bạn cảm thấy mình có kết nối với cái gì đồng nhất và các bạn chọn ha. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn sẽ tiếp nhận các trải bài một cách cởi mở nhất và lựa chọn thông điệp phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đây mình sẽ trải bài cho các bạn. Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong tụ bài trắng và đen. Và trong trải bài của các bạn gồm có những lá bài sau đây, mình sẽ trải bài và lấy ra ba lá bài. Đầu tiên chúng ta có lá bài 5 ly, Five of Cups. Kế đến là chúng ta có lá bài Eight of Cups, 1 ly. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài The Star, ngôi sao. Và sau đây mình sẽ giải trải bài cho các bạn ha. Trong cuộc sống của chúng ta có những lúc khó khăn và tổn thương. Lý do sâu dày của nó là phát hiện từ bên trong chúng ta đâu là những cái mà chúng ta đang gặp phải, những cái vướng mắc mà chúng ta không thể phát triển được. Tại sao chúng ta không có tình yêu, tại sao cuộc sống chúng ta trắc trở. Thì đây sẽ là những cái thông điệp từ vũ trụ sẽ gửi đến các bạn qua các lá bài. Và lá bài đầu tiên sẽ là cái điều mà vũ trụ muốn cho các bạn phải ngừng lại ngay lập tức. Khi mà lá bài 5 ly này xuất hiện, nó nói rằng cái thời kỳ này đã kéo dài rất là lâu. Chính là cái thời kỳ bạn cảm thấy là mắc cân đối, gồm những cái mất mát, tuyệt vọng, cay đắng và thất vọng. Nó đại diện cho một thời kỳ đau khổ và các bạn sẽ cảm nhận khi các bạn mất đi một điều gì đó, ai đó, một người mà các bạn đang yêu thương. Và chính các bạn đã chi phối cái đời sống tâm lý của bạn rất là nhiều. Nó che mờ mắt các bạn trước mọi khả năng của cuộc sống này. Các bạn đang sống một cuộc sống rất là cô độc. Bạn đang chìm đắm vào trong đau thương và cô độc rất là nhiều luôn, không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì hết. Và bạn chỉ thốc than cho những thứ đã xảy ra và không thể thay đổi được nữa. Khi mà lá bài này xuất hiện, vũ trụ khuyên các bạn cần phải học cách đối diện với những thất bại và khó khăn trong cuộc sống của mình. Bởi vì cuộc sống nó không có nằm trong dự tính của các bạn. Không phải bạn nghĩ bạn người đó yêu mình thì họ sẽ yêu mình, hay bạn nghĩ công việc đó mình làm được sẽ làm được. Không có bạn. Vũ trụ để sắp xếp cho các bạn phù hợp hơn nếu các bạn biết nâng cao cái nguồn năng lượng của mình. Những thất bại có thể đến do những yếu tố bên ngoài, nhưng đó sẽ là bài học và kinh nghiệm, chính là điểm tựa để cho bạn hoàn thiện hơn cho tất cả những quyết định sau này của mình. Những thất bại này không hề uổng phí các bạn. Bởi vì các biết không, bạn vẫn còn cái hai ly đứng phía sau bạn, chứ bạn phải nhìn còn hai ly, chứ bạn đừng cứ chầm chầm nhìn vào những ly đã đổ vỡ phía trước. Bạn cần phải có sự tin tưởng vào bản thân của mình. Vì chính bản thân bạn chính là cái điểm dựa duy nhất cho chính bạn mà thôi. Đối với những câu chuyện đã xảy ra rồi, bạn không thể nhìn vào những thất bại đó mà sống tiếp, mà cần lấy nó làm bài học để mình tiếp tục cho sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống của mình. Với những cái thứ bạn có trong tay, cái gì mình đang có, mình phải yêu thương và trân trọng nó và phát huy nó nhất có thể. Bạn đừng bao giờ bạn nghĩ là bạn thay đổi ai hết trơn á. Bởi vì thay đổi người khác chỉ gây đau khổ mà thôi. Thay đổi chính mình mới đem tới hạnh phúc nha các bạn. Bạn phải nhanh chóng vượt qua cái nỗi đau này. Sự mất mát, cái này là không có đáng cho mình nghĩ tới nữa. Phải tập trung vào khôi phục tất cả những điều đã mất. Hãy cho bản thân mình có thời gian tận hưởng những cảm xúc tích cực. Hãy sống xung quanh những người tích cực các bạn. Bởi vì khi mà bạn đắm chìm tiêu cực và sống bên cạnh những người tiêu cực, nó sẽ nhấn chìm bạn ngay tập tức luôn đó. Và lời khuyên của trải bài là cũng mong các bạn sẽ nhìn thực tế hơn, biết chấp nhận. Các bạn hãy chấp nhận, buông ra những thứ mình có thể không có được trong thời điểm này. Bởi vì cuộc sống chúng ta không phải cái gì mình muốn cũng được hết đó các bạn. Các bạn nên dừng thôi, dứt những cảm giác tiêu cực. Bởi vì nó sẽ giúp bạn rất là nhiều, giúp cho bạn xây dựng lại những gì mà bạn đã đánh mất. Sau khi vũ trụ đã mong các bạn phải ngừng là cái nỗi đau, ngừng những mất mát tổn thương, hãy đừng sống cô độc nữa. Thì đây là cái thông điệp mà vũ trụ muốn các bạn nên tập trung vào, hãy bắt đầu làm cái việc này. Đó chính là các bạn có lá bài Eight of Cups. Khi mà hai lá bài liên tục xuất hiện ở bộ cup, chứ là bộ ly,
chứng tỏ là cảm xúc của các bạn có vấn đề. Đây là một lá bài các bạn phải chú ý về cái tiềm năng của mình. Hãy khởi đầu lại về tình cảm, hãy cảm nhận sâu sắc cái sự chân thật ở bên trong mình, thấu hiểu của nội tâm mình để tìm thấy cái sự hòa hợp, lòng thương cảm với bản thân mình trước nha các bạn. Đây là một cái gì đó nó rất là biểu tượng cho một cảm xúc rất là sâu lắng và thân mật. Đây nó là một cái hạt giống cảm xúc được gieo trồng trong bạn, do đó bạn phải gieo trồng những cảm xúc tích cực nhất có thể. Bạn biết không, trong tiềm thức chúng ta nó chính là một cái khu vườn. Khi bạn gieo trồng một cái hình ảnh, ý niệm tích cực thì chính bạn, cuộc sống nó sẽ tích cực. Nếu trong ý niệm hay suy nghĩ của bạn, hình ảnh các bạn rất là tiêu cực từ quá khứ. Ví dụ như các bạn có hình ảnh tiêu cực về gia đình bạn không hạnh phúc, hay là sự đánh đập, hay là cái gì người ta ruồng bỏ các bạn, thì chính cái gieo trồng ý thức, tiềm thức các bạn luôn luôn sẽ đưa các bạn, bạn thích cái đó và nó sẽ đưa cho bạn vậy hoài luôn. Do đó các bạn phải thay đổi cái quan điểm của mình về cuộc sống, thay đổi những hình ảnh xấu. Mình không nghĩ cái đó là cái xấu nữa, mình nghĩ cái đó là cái bài học. Mình chỉ thấy cái đó là bài học để mình tiến tới phía trước, chứ không phải lấy cái đó làm ám ảnh cuộc đời của mình. Đây chính là cái thông điệp của A of Cup muốn các bạn phải chú ý đến. Bạn có thấy là A of Cup này nó có một cái ly duy nhất, chứng tỏ là điều cần tôn vinh nhất đó chính là bản thân bạn. Một khung cảnh rất là đẹp, nó liên tưởng tới cái chén thánh, một biểu tượng thành tựu của tâm linh. Dường như là đây là mong muốn các bạn phải hợp nhất với chính cái vũ trụ này. Bản thân ta cũng là một cái vũ trụ nhỏ các bạn. Nếu như các bạn để cho cái vũ trụ nhỏ của mình nó xao động, tất cả các bạn sẽ không phù hợp với thế giới bên ngoài. Các bạn nên nhớ, những cái hình ảnh các bạn nghĩ trong tâm trí mình, tiềm thức nó sẽ quyết định cho các bạn cuộc sống các bạn sau này. Đừng bao giờ nghĩ mình là nạn nhân trong tất cả các mối tình nào. Đừng bao giờ nghĩ mình là người nghèo khổ. Và do cái lá bài nó thuộc trong bộ cốc, nên cái trạng thái tình cảm của bạn, cảm xúc của bạn nó ảnh hưởng đến tất cả các hoạch định của bạn trong tương lai luôn. Do đó các bạn phải quay về cái lòng chân thật của mình. Hãy quay về cái tính đơn sơ chân thật nhất của mình. Các bạn sẽ thực hiện được tất cả mọi việc trong cuộc sống này. Các bạn nên tạo thiện cảm với thế giới bên ngoài. Bạn nên làm việc tích cực hơn để thay đổi cái suy nghĩ của mình về cuộc sống. Hãy chân thật nhiều hơn các bạn. Và lá bài cũng hy vọng các bạn là phải biết được câu chuyện này. Niềm vui và hạnh phúc là điều không dễ nắm bắt, mà phải luôn sẵn sàng đón nhận và giữ chặt. Các bạn biết rằng không phải cái gì mà cũng dễ đến với cái mình hết trơn á. Do đó các bạn phải biết cách thông cảm và các bạn chia sẻ mọi thứ với cái người bạn yêu. Một cái tình yêu đáng mơ ước với tất cả mọi người. Cảm xúc giàu dạt nhất chính là cảm xúc mà bạn biết là mình hạnh phúc, biết mình hạnh phúc trong nội tại, chứ không cần phải tự người khác nha các bạn. Và các bạn phải bắt đầu lại chính trong tâm hồn của mình. Hãy điều chỉnh lại những cái tiềm thức của mình, điều chỉnh lại cảm xúc của mình đối với cuộc sống này. Hãy tất cả cái tiềm thức, hình ảnh, cảm xúc đều là tích cực nha các bạn. Không được suy nghĩ dù một ý niệm tiêu cực hay lời nói tiêu cực cũng không được luôn. Lá bài kế tiếp sẽ là một lá bài nói về những cái việc mà các bạn cần phải nên tiếp tục trong cuộc sống của chính mình. Từ những cái nền tảng, những cái ưu điểm của mình phát huy hơn để chúng ta có thể đạt được những cái gì trong cuộc sống này. Thay đổi cuộc sống chính là thay đổi từ bạn. Người ta có câu đời thay đổi khi mà tâm tính thay đổi. Tính cách trong như tiềm thức thay đổi là các bạn sẽ được đổi đời. Nó rất là dễ dàng nếu như bạn nắm bắt cái công thức này cho cuộc sống của chúng ta. Chính là cái hành trình tự do của các bạn. Bạn có nhìn thấy cái The Star không? Một cái hình ảnh rất là đẹp. Khi mà bạn thấy và tin rằng cuộc sống này sẽ cung cấp một cái năng lượng tích cực cho các bạn, thì chính cái năng lượng này nó sẽ không bao giờ cạn đến các bạn ơi. Bởi vì đây một lá bài cho thấy cái sự lạc quan và ước muốn với những ý tưởng rất là tốt trong mình. Do đó chúng ta phải phát huy nó lên rất là nhiều. Khi mà các bạn biết The Star nó chính là cái năng lượng của tuổi trẻ, bởi vì cái tuổi trẻ là một tuổi trẻ có nhiều ước mơ, tham vọng, ánh sáng, nhận thức và cảm hứng rất là nhiều. Do đó nếu các bạn biết là một cái hành động và tìm được sự bình thản ở nội tại của mình, hãy trải nghiệm sự yên bình, lúc này là những cái năng lượng sáng tạo sẽ được hình thành. Đôi khi nó là một cái niềm hy vọng, một cảm giác chữa lành toàn vẹn sau những cơn bão đang xảy ra. Bạn sẽ thấy rất thú vị các bạn, bởi vậy bạn nhìn được tất cả trong cái tình huống dù tiêu cực nhất vẫn thấy cái điều lạc quan ở trong đó.
bạn nên sống với một cái người có tâm tính, tâm linh, luôn tìm kiếm những cái tư duy mới, hãy học hỏi những ý tưởng của người khác, đừng có chấp kiến các bạn. Trong cuộc sống của mình, tất cả mọi người đều có bài học cho mình hết. Từ cái người làm công việc thấp bé nhất đến cái người cao lớn nhất, họ có những cái biết mình không biết. Mình hãy nên học và ngưỡng mộ sâu sắc từ những người này. Và các bạn nên tập trung, bởi vì các bạn là cái người có tư duy sáng tạo. Do đó các bạn phải tập trung xem xét lại mọi vấn đề trong cuộc sống của mình. Hãy nhìn cái bức tranh tổng thể hơn các bạn. Hãy sử dụng những mối quan hệ và sự giúp đỡ để thiết lập cho mình một mối quan hệ xã hội rất là tốt. Bởi vì các bạn biết không, khi mà các bạn phát hiện ra những cái người mà nhân mặt chính là những người tốt và những người nhân tài, các bạn phải nên đối đãi với họ rất thật là tốt. Các bạn đừng có mang tâm lý hiển nhiên. Khi ai đó giúp đỡ bạn một lần thì bạn cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà ai đó làm cho các bạn hai hoặc ba lần thì các bạn xem đó chuyện hiển nhiên và các bạn vô ơn. Cái chuyện này không đúng. Chúng ta phải nên trân trọng những cái người mà giúp đỡ ta rất là nhiều. Đó chính là những cái người mà đem lại chúng ta lợi lộc, tài, danh và tiền tài. Khi các bạn biết trân trọng những người này thì cuộc sống các bạn mới quý hơn được. Một lá bài kêu bạn phải nhìn nhận lại tất cả các mối quan hệ một cách khách quan và cho nó có tương lai. Tức là các bạn phải nhìn thấy cái điểm tốt người ta, phát huy cái điểm tốt đó. Chúng ta sẽ nhờ sức của họ để giúp cho các mình phát triển trong tương lai sau này. Các bạn hãy cho mình im lặng, các bạn lắng nghe được tiếng nói bên trong của mình. Chính lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy tất cả những cái thế giới xung quanh. Nó giúp cho các bạn trở thành một cái người vô cùng tuyệt vời. Hãy tin mình đi. Và kế tiếp là thông điệp của Osho, một nhà tỉnh thức rất nổi tiếng ở thế giới muốn gửi đến bạn là gì? Đó là traveling, du hành. Và thông điệp của lá bài du hành này nhắc nhở cho các bạn phải chấp nhận và đón nhận những cái mới xảy ra trong cuộc sống của mình. Giống như là khi các bạn đi du lịch đến một đất nước khác, một nền văn hóa khác, môi trường khác, với những đất nước mà chúng ta đã từng quen nó khác hẳn luôn. Cho đó bạn phải có thái độ cởi mở chấp nhận cái mời gọi từ những cái trải nghiệm mới này vào cuộc sống của chúng ta. Chính cuộc sống chúng ta làm cuộc sống nó thay đổi rất là nhiều các bạn. Các bạn sẽ đi từ nơi này tới nơi khác, họ chuyển động từ chỗ này đến chỗ khác. Bất cứ cái trường hợp nào, nó hứa hẹn rằng cái việc di chuyển này sẽ rất là dễ dàng và mang lại cho các bạn cảm giác phiêu lưu phát triển hơn rất là nhiều. Do đó các bạn không cần phải đấu tranh hay lên kế hoạch quá nhiều. Hãy để cho tất cả diễn ra rất là êm đẹp. Khi mà các bạn biết đặt mục tiêu thì cái hành trình các bạn hướng tới mục tiêu đó là cái hành trình rất là đẹp, nó sẽ không có thấy cực khổ gì hết các bạn. Nó có khó khăn gì đó, mình có mục tiêu rồi mình hướng tới thôi. Dù có khó khăn nó sẽ không có quỵ ngã, làm gục ngã bạn được. Nếu bạn hướng mục tiêu của mình hạnh phúc thì chính cái đường đi đó sẽ dẫn đến hạnh phúc. Bạn phải đặt cái mục tiêu cho chính cuộc sống mình ngay tại thời điểm này. Và kế tiếp là thông điệp của đội bảo hộ tâm linh các bạn là gì? Đó là các bạn phải thay đổi mình. Khi đội bảo hộ nói rằng bạn cần phải thay đổi mình, tất cả trong cuộc sống này đang diễn ra theo đúng nhất, theo cái mục tiêu bạn đặt ra cho chính cuộc sống mình, và các bạn sẽ bước vào cái thế giới thay đổi một cách ngoạn ngục. Đây là những cái điều mà tốt nhất vẫn chưa đến nha các bạn. Các bạn phải tập trung thay đổi chính bản thân của mình. Đó chính là tất cả các trải bài muốn tiến cho các bạn biết là đây là cái điều bạn cần phải tập trung. Từ đó các bạn sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Triết lý duy nhất là hãy thay đổi bản thân của mình để tiến tới cuộc sống hạnh phúc và an vui. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài tụ màu vàng và xanh. Và trong trải bài này các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Và mình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 lá bài nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ có lá bài Father of Cups. Và kế tiếp nữa là các bạn sẽ có lá bài Three of Wands, 3 gậy. Và lá bài cuối cùng nữa là các bạn sẽ có lá bài Four of Swords, 4 kiếm. Và như các bạn đã biết, cái thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến các bạn thông qua ba lá bài này sẽ là cái điều khiến cho cuộc sống các bạn tốt hơn. Tại sao các bạn gặp trắc trở trong cuộc sống này? Mình thương ai người ta không thương mình? Và tại sao mình làm gì cũng thất bại? Lý do tại sao? Thì sau đây mình sẽ giải thích cho các bạn thông qua cái lá bài. Thì đầu tiên sẽ là lá bài nơi mà các bạn cần phải dừng lại những cái tiêu cực trong cuộc sống của mình, chính là những điều gì? Chính là lá bài Father of Cups sẽ nói lên cái điều này nhé. Đó chính là các bạn phải ngừng lại ngay cái việc điều khiển cảm xúc của người khác. Mà hiện tại bây giờ trên mạng người ta kêu là thao túng tâm lý á. Các bạn là những người thao túng tâm lý và các bạn phải ngừng lại cái việc này ngay lập tức.
Bởi vì cái khả năng thấu cảm rất là cao của bạn, cho đó bạn rất là giỏi nắm bắt cũng như là thao túng tâm lý của người khác. Các bạn rất là xuất sắc trong cái vai trò mà về tâm lý và hiểu được cảm xúc người ta. Và bạn là cái người thuộc tiếp người vẻ ngoài rất bình thản nhưng bên trong rất là mạnh mẽ. Đây là người rất là giỏi kỹ năng giấu cảm xúc của chính mình. Bởi vì bạn ẩn giấu cái cảm xúc của mình để các bạn tránh những cái rắc rối không cần thiết. Nhưng mà các bạn không cần phải quá lạnh lùng như vậy. Các bạn phải bớt cái lạnh lùng của mình đi các bạn. Các bạn phải tập trung vào sự ôn hòa. Điều đó sẽ giúp cho bạn phát triển rất là nhiều. Ở trong cuộc sống hình như các bạn đang bị cái lạm quyền. Nhưng là mình hay ăn hiếp người ta, nó sẽ không giúp ích cho các bạn trong tất cả mọi việc đâu. Các bạn phải dừng lại ngay cái việc các bạn sử dụng lý trí của mình để kiểm soát tình cảm của cá nhân. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng lý trí, các bạn sẽ không có biết yêu người khác đâu. Các bạn sẽ nghĩ cho mình không à. Tình yêu là cái sự cho đi. Khi bạn cho đi càng nhiều, sự yêu thương càng nhiều thì mình mới có tình cảm với người khác. Nếu bạn sống lý trí quá, bạn cứng nhắc quá, bạn thấy người ta sai không thì sao bạn quen được. Khi bạn tập trung vào nhìn cái sai thì tất cả nó sai hoài luôn các bạn. Tại sao bạn không nhìn những gì mà họ làm cho bạn? Những gì mà người xung quanh làm cho bạn là gì? Hãy nhìn vào điểm tích cực. Bạn có chắc là mình làm tốt hết 100% không? Mà bạn yêu cầu người ta phải thực sự là hoàn hảo giống bạn muốn. Khó lắm các bạn. Bạn từ chối cái cảm xúc của bản thân rất là nhiều. Nhiều khi bạn yêu, bạn thương người ta, nhưng bạn biết á, bạn làm gì là không được. Bạn giấu luôn đi luôn. Bạn sợ phơi bày cái điểm yếu ra ngoài để cho khiến cho họ sẽ biết lấy và nắm bắt bạn. Bởi vì bạn thích thao túng tâm lý người ta, bạn thích dùng lạm quyền hơn là để người khác lạm quyền của bạn. Đây là một cái điểm yếu bạn cần phải khắc phục. Và cái việc này nó thể hiện đây là cái sự thiếu trưởng thành trong mặt cảm xúc. Do đó các bạn phải chịu trách nhiệm về cái hành vi của chính mình. Bạn phải cần chịu trách nhiệm về mặt cảm xúc và hạnh phúc của mình nữa nha các bạn. Khi mà bạn thiếu cân bằng cảm xúc thì khiến cho bạn trở nên quá tải, lo lắng và trầm cảm rất là nhiều. Đây có thể là sự cay đắng, những hành vi không tử tế và không quan tâm hoặc lôi kéo những người khác vào cuộc sống của mình. Với tư cách là một cái người bạn làm kiểm soát rất là tiêu cực, lạm dụng người khác rất là cao. Và đặc biệt ở số bạn, các bạn rất là dễ xúc động và nhạy cảm đến mức là khả năng hoạt động bình thường luôn. Chứ các bạn hay để cho cái sự thất thường của mình, những hờn dỗi mất cân bằng, khiến cho các bạn phụ thuộc vào tất cả những cái vật cảnh xung quanh. Đây là một cái dấu hiệu các bạn phải nên ngừng lại nha. Bạn sống cảm xúc mà cảm xúc của bạn là cảm xúc rất là tiêu cực, không có nên áp dụng trong cuộc sống này. Nếu như ở một số bạn có những cái hành vi như là không được đúng lắm, hoặc là không có được trung thành, hoặc là tình yêu của mình hơi bị tình một đêm, hãy bỏ vào nha các bạn. Vũ trụ muốn các bạn phải ngừng là cái việc này ngay lập tức. Bởi vì đây là một cái hành vi nó không được tốt cho các bạn. Bởi vì đây là một cái gì nó sẽ chuyển nghiệp cho các bạn, khiến các bạn sẽ cảm thấy là mình sẽ muốn ngoại tình với người này người kia, có xu hướng là ngoại tình với những người đã có gia đình. Đây là một cái trong những cái việc bạn nên bỏ ngừng hẳn luôn. Và mình muốn thông báo với các bạn một cái chuyện này. Bởi vì trong tiềm thức chúng ta nó có xu hướng là nó sẽ cho các bạn những gì mà bạn làm. Nếu như các bạn cứ thao túng tâm lý người khác, như các bạn cảm thấy là mình làm cái gì đó gian dối với người khác, hay các bạn cứ lăng nhăng với những người đã có gia đình, thì chính những cái điều này bạn sẽ bị kiểm soát và lừa dối bởi chính cái người giống y như bạn luôn. Do đó các bạn phải dừng là cái việc này ngay lập tức. Bởi vì cái này nó là một cảnh báo đến cái sự an toàn về mặt cảm xúc. Bởi vì các bạn biết không, khi mà các bạn trải qua những mối tình một đêm hay là ngoại tình đi chăng nữa, thì nó để lại cho các bạn một lỗ hổng rất là lớn ở trong tâm hồn của mình. Nó khó chữa lành các bạn. Khi mà các bạn mình qua lại với nhiều người quá, cái cơ thể của mình nó không tiếp xúc được, nó không biết đâu là cái người thật sự chân thật. Và bạn kẻ sẽ có xu hướng là các bạn sẽ không yêu ai hết. Mà khi các bạn trải qua những mối tình chóng váng hoặc có những người gia đình như vậy, bởi vì cơ thể chúng ta là chính là một cái đền thờ cực với cảm xúc. Tình yêu được đơm hoa kết trái, tình dục nó là kết nối giữa hai tâm hồn chứ không phải là kết nối giữa hai thể xác. Kế tiếp là cái việc mà các bạn cần phải bắt đầu lại từ đâu. Khi mà chúng ta có những cái mà vũ trụ của chúng ta ngừng lại, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu để chúng ta có thể thay đổi cuộc sống của mình một cách tốt nhất có thể. Triết lý cuộc sống muốn các bạn là gì? Và các bạn có lá bài ba gậy. Và chính vũ trụ mong rằng các bạn hãy bỏ đi cái vẻ ngoài lạnh lùng của các bạn nữa. Bởi vì khi mà các bạn không biết điều chỉnh cảm xúc của mình, các bạn để cho sự lạnh lùng thờ ơ của mình nó sẽ gây cản trở rất nhiều cho các bạn. Khi mà cái tâm trạng các bạn đầy mâu thuẫn như vậy á,
Mong là các bạn hãy thực hiện những cái trải nghiệm sâu sắc hơn về chính bản thân của mình. Và chính vũ trụ cũng khuyên các bạn đừng có yêu ai hết. Bởi vì khi các bạn yêu, tội nghiệp người ta lắm. Bởi vì bạn không biết sự quan tâm đến người khác và bạn khá hờ hững để cảm xúc của bạn điều khiển không có được. Bạn sử dụng lý trí mình quá nhiều trong cái vấn đề mà bạn muốn rõ ràng tách các mọi thứ. Tại sao bạn không tập bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài một cách thoải mái? Hãy nói rõ lên cái mình mong muốn với người yêu mình là gì. Chứ đừng có vậy các bạn. Lý trí nó sẽ không giúp bạn có một mối quan hệ bền vững đâu. Các bạn phải cần dành thời gian chăm sóc và hiểu thêm về đối tác của mình. Nếu các bạn muốn một mối quan hệ lâu dài, bạn phải đưa ra cái xác định rõ ràng và định hướng cho mối quan hệ của các bạn. Các bạn cũng phải thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình về cái người đó, chứ đừng có giấu nhẹm. Tại sao bạn cứ sống trong cái sự thao túng tâm lý cũng như nghi ngờ tất cả về cái mối quan hệ của mình? Tại sao bạn không bước vào cái thế giới tình yêu như một cái đứa trẻ, mong bước vào mối quan hệ một cách tinh khiết nhất, mà tại sao bạn cứ nghĩ là cái này đúng, cái này sai, cái này nọ? Bạn đem tình cảm lên cân đo đong đếm. Nó không phải là tình cảm các bạn. Tình cảm nó xuất phát từ cái trái tim, từ cái tâm hồn của chúng ta, chứ không phải tình cảm là tiền hay là bạc hay là cái gì vật chất bên ngoài. Các bạn nên thấu hiểu là hãy thả lỏng bản thân mình ra. Hãy thể hiện sự cái yêu quý của mình, yêu thương mình. Hãy đưa cảm xúc của mình vào tình cảm thì các bạn mới có cuộc sống tốt đẹp được. Và lá bài này nó muốn các bạn phải trở về quê nhà sau những tiếng mà các bạn đi quá xa. Bởi vì khi đó khi bạn trở về vậy, bạn sẽ nhìn ra những cái hạn chế, những cái thiếu tiến bộ của chính mình. Bởi vì bạn đang không có hài lòng với lựa chọn của mình trong cuộc sống. Bạn đang thất vọng với những kết quả bạn đang gây ra. Bởi vì các bạn thiếu tầm nhìn xa và không có kế hoạch. Khi mà những cái người mà đáng bạn giữ bạn lại không giữ, hoặc là những công việc đáng bạn làm lại không làm. Bởi vì bạn không có biết gieo trồng trong tâm thức, tiềm thức của mình những cái tích cực nhất có thể. Nó dẫn đến là các bạn rất là thiếu tự tin trong cuộc sống này. Thiếu tự tin và thất vọng về tất cả mọi thứ luôn đó nha. Và cũng do là thiếu cái sự tiếp thu, chấp kiến, thiếu trưởng thành trong tình cảm. Do đó, các bạn sẽ thấy tất cả những lựa chọn của mình đều không đúng hết. Và bạn thất vọng với cái lựa chọn đó. Nhưng bạn biết không, đây là cái cảm giác lý trí của bạn. Nó làm cho bạn sai trật lất hết trơn rồi. Bạn biết là nó đã kìm hãm bạn rất là nhiều, khiến cho bạn không có được một mối quan hệ thực sự xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Và các bạn đang sống và níu kéo trong quá khứ hoặc bị ám ảnh về cái điều đó. Nó ảnh hưởng đến khả năng của bạn rất là nhiều. Các bạn cứ sợ người ta lừa dối các bạn khi xưa, và cứ nghĩ cái người này đến với bạn cũng lừa dối các bạn luôn. Cho đó bác dùng lừa lý trí. Bản thân các bạn đang sống ích kỷ, các bạn không có muốn người khác làm khổ mình. Mà khi mà cái tư tưởng bạn cứ gieo trồng tâm trí là bạn sợ người ta làm khổ mình, thì sẽ những người làm khổ bạn đến bạn hoài, bạn hoài, bạn hoài luôn. Và những người mà ta có năng lượng tốt, người ta không muốn làm khổ bạn, tự vũ trụ đẩy người ta ra. Nó ngộ lắm, nó sẽ đưa cho bạn những cái người làm khổ bạn tiếp. Khi nào các bạn dẹp được cái tư tưởng là nghĩ người ta xấu đi, thì bạn mới có cơ hội gặp người tốt. Bạn không tin tưởng người khác là chứng tỏ là không ai tin tưởng bạn luôn. Và nếu như bạn không quan tâm tới người khác thì chính bạn cũng không quan tâm chính bản thân của bạn luôn. Đây cái điều rất là hiển nhiên nha các bạn. Có dấu hiệu là các bạn đang bị vật lộn và ám ảnh những cái chuyện của trong quá khứ rất là nhiều. Do đó các bạn phải hướng vào bên trong mình, phát triển cho mình. Đừng có suy nghĩ thất vọng và thiếu tiến bộ về mặt tinh thần của bạn ngay lúc này nữa. Nó không có tốt cho các bạn đâu. Bản thân các bạn muốn thay đổi cuộc sống này, các bạn phải giải quyết được cái tắc nghẽn trong cái tiềm thức của mình. Nơi mà các bạn muốn tiến về cái mối quan hệ tài chính và cái lĩnh vực trong cuộc sống, tất cả đang bế tắc trong chính bạn. Nếu như bạn thất vọng, thiếu tự tin về kết quả của tình huống là do chính bạn làm ra thôi, chứ không phải ai hết trơn á. Cái thời gian này nó sẽ không phải kéo dài mãi mãi. Thay vì vùi đầu vào thất bại vì cái thiếu tự ti của mình, bạn hãy lấy nó là những cái gì bạn học được từ những cái tình huống đó. Bạn lập ra một kế hoạch mới. Nếu các bạn không thay đổi mình thì tất cả thế giới này sẽ không thay đổi. Giữ nguyên vậy luôn là bạn sẽ khổ hoài, khổ hoài. Nó sẽ vòng lặp trong cuộc sống này, nó diễn ra liên tục. Nếu như các bạn không thay đổi những cái mặt xấu tiêu cực của mình, biết bắt đầu từ đóng tro tàn những bài học đi lên, thì các bạn mới thay đổi được cuộc đời của chính bạn. Và lá bài kế tiếp sẽ là cái lá bài các bạn phải cần tiếp tục và phát huy những cái phẩm chất nào trong chính các bạn.
các bạn phải làm sáng nó lên hơn để những tiêu cực trong cuộc sống được phai mờ. Đó chính là lá bài bốn kiếm đại diện cho vấn đề này. Và lá bài này nó mong là các bạn phải tập trung vào nhận thức của bạn về thế giới bên ngoài. Tức là những cái gì bạn nghĩ không có đúng đâu. Cái nhận thức của bạn sai lầm về cuộc sống, do đó nó dẫn đến các bạn tất cả điều sai luôn. Và nó dẫn đến cho các bạn cảm thấy là mình bị áp lực về cuộc sống rất nhiều. Vì cái tương lai mập mờ, tình yêu không được, tất cả đều rất là khó khăn. Chính là cái nhận thức sai lầm của bạn về cuộc sống. Khi bạn nhìn cuộc sống qua cái lăng kính là lăng kính tiêu cực, luôn đặt ra những câu hỏi nghi vấn tiêu cực, thì làm sao bạn có cuộc sống tích cực được. Mình muốn tích cực thay đổi theo tốt hơn thì mình phải suy nghĩ từ trong ý niệm, hình ảnh, lời nói, ngôn từ, tất cả hành động của mình phải nhất quán là tích cực thì cuộc sống nó mới đẹp được các bạn. Còn nếu như các bạn tiêu cực thì đương nhiên những cái gì mà xấu nó đến đó bạn, lực rung cảm, lực vũ trụ nó đều như vậy hết, lực hấp dẫn đều quy định vậy hết. Chúng ta chỉ có thể tích cực, tốt đẹp, giàu có khi chúng ta đưa những cái ý niệm của mình tốt thôi, nó mới dẫn đến điều tốt. Bởi vì khi bạn nghĩ cái xấu không, cái xấu nó sẽ tới, đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Và chính lá bài nó cũng mong các bạn phải biết dành thời gian để nghỉ ngơi lại. Và các bạn phải kết nối lại những mối quan hệ mà các bạn đã đánh mất. Chính cái sự sợ hãi, lo âu, căng thẳng của các bạn đẩy cho các bạn ra xa chứ không có gì hết trơn. Mặc dù người này không có bị cái gì mà tự do bạn nghĩ, bạn áp đặt tên người ta, bạn thao túng tâm lý người ta mà. Bởi vì cho thấy lá bài này nó cần bạn phải sống tại cái chính nội tâm của mình, chiêm nghiệm về những gì bạn đã làm với người khác trong tất cả những mối quan hệ. Khi bạn thấy áp lực cuộc sống quá lớn, các bạn áp đặt và các bạn chia tay, ngắt kết nối với người ta. Tại sao cái người này tốt với các bạn, bạn làm như vậy là không có đúng. Bởi vì cái thời gian hữu ích nhất là cái thời gian mà hai người bên cạnh nhau. Nếu ở bên cạnh người này, bạn cảm thấy là cả hai có sự kết nối, bạn yêu thương người ta, tại sao bạn giấu cảm xúc của mình? Cái vấn đề ở đây là các bạn phải nên làm lành lại những cái mối quan hệ đã vụn vỡ trước kia. Và nếu như tiền người đó thật sự không phải là cái người làm khổ đau cho các bạn, gốc rễ của vấn đề là các bạn phải tập trung vào cái tiềm thức của mình, xây dựng lại, mặc dù nó hồi phục rất là chậm, chữa lành tất cả những cái thứ xung quanh mình, chính là cái niềm tin. Bởi vì các bạn đang mất đi niềm tin cuộc sống. Và có một số việc là các bạn không có biết chấp nhận cái sự hỗ trợ người khác, bởi bạn chấp kiến, các bạn bảo thủ mà. Tính tình rất là bảo thủ luôn, bảo thủ kinh khủng luôn. Vua của vua bảo thủ luôn, thao túng tâm lý rất là giỏi mà. Làm sao mà các bạn có cuộc sống tốt được? Bởi vì các bạn kiểu là người gia trưởng rồi. Mình không có tin ai, không chấp nhận lời nói của người khác, không chấp nhận đóng góp người khác là sai. Bởi vì tất cả từng cái nhân vật thấp bé nhất trong cuộc sống này đến nhân vật cao nhất cuộc sống này đều có bài học cho các bạn học hết, chứ không ai ngu ai dở các bạn. Kế tiếp sẽ là thông điệp của Osho. Đây là cái thông điệp của Osho, nhà tỉnh thức nổi tiếng nhất thế giới, muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là maturity, chính là sự trưởng thành. Và nếu như bạn đã trải qua cái việc bạn nói chuyện với nội tâm của chính mình, các bạn thấy được cái cảm giác một mình im lặng, tỉnh giác khi bạn tập trung một cách tốt nhất, đem cái ánh sáng vào trong cái phòng tối để đem ra cái việc bảo vệ, đưa các bạn ra thoát khỏi ra những cái tiêu cực chính mình, để tất cả những trải nghiệm cuộc sống sẽ giúp cho các bạn tiến tới một cuộc sống viên mãn rất là tốt. Khi mà các bạn thấy là tất cả là bông hoa xung quanh mình, bởi vì bạn thấy là tất cả cuộc sống này đều là cái bông hoa, đều là cái tươi đẹp. Khi các bạn thay đổi cái nhận thức từ bên trong của mình, là cái thay đổi nhận thức tích cực, thì từ đó cuộc sống các bạn mới tốt lên được. Đây chính là cái thông điệp mà của lá bài Maturity muốn gửi cho các bạn. Nó chính là cái mùa xuân của hoa, mùa xuân của cầu vồng, rất là đẹp nếu các bạn biết thay đổi hình ảnh trong tâm trí của chính các bạn. Và kế tiếp đó là thông điệp của đội bảo hộ tâm linh của bạn muốn gửi đến các bạn là gì? Đó chính là ánh sáng, light. Cũng là cái nguyên lý ánh sáng đưa vào trong cái phòng tối, chính là cái phòng tiêu cực của các bạn. Và nữ hoàng của đội bảo hộ tâm linh sẽ mang cái ánh sáng giúp cho các bạn biết tình yêu là gì, sẽ giải quyết cho các bạn những tình huống mà các bạn gặp phải trong cuộc sống này. Đây là cái điều nhắc nhở các bạn là cái ánh sáng này sẽ giúp cho các bạn đưa đẩy xa cái bóng tối trong chính bản thân của mình. Đó chính là các bạn hãy tiếp thu cái điều tiêu cực, dù nhỏ nhoi nhất các bạn phải tiếp thu đó, để các bạn đẩy xa những cái tiêu cực bóng đen trong tâm hồn của mình. Đây là cái thời điểm bạn cần phải thay đổi về cái nhận thức của mình với thế giới xung quanh. Cái keyword cho các bạn là gì?
đó chính là thay đổi cái ánh nhìn tiêu cực của mình thành tích cực về tất cả mọi thứ.